Được rồi. Ok, ôi Phương Anh hôm nay viết chữ đẹp hơn đấy. Nào, Phương Anh bắt đầu đọc nào. Hôm nay tôi cùng bạn đi siêu thị, quan chiếu. Chúng tôi thấy rất nhiều trang phục đẹp và rất nhiều đồ khác phong cách. Tôi 决定买一件黑色衬衫和一条黑色裙子，哎，价格大约320元。我们也去看很多大牌的皮鞋。大牌的皮鞋、高跟鞋、凉鞋、运动鞋等等等等，等等，最后。我朋友买了一双白色运动鞋和一双银色凉鞋，总价格总哎总，总。总价格，400元。然后我们买了双腰袖扣，一共50元。我们逛街很累了，很累了。很累了，就去一个中国饭馆吃饭，我们吃4个饺子，6个水饺，2碗面，喝了2杯珍珠奶茶，一共元。150元。em biết lên trên được quên mất Đúng rồi. à ý cung 150元, chưa lì tờ chai chân hảo chư, ủa mân chư bảo lơ chiêu huế cha siêu xí休息，siêu xí休息，siêu xí 休了，听懂？休息，消息。那这里读了两，thường thì mình sẽ dùng两ấy, mình ít khi dùng are, khi mà mình dùng lượng từ i, r, san, su chỉ khi trong trường hợp là dùng để làm số đếm thôi, còn lại hầu như đều dùng两ấy. Ví dụ như là lẻng tiền, mình dùng lẻng tiền chứ mình không dùng ả tiền, hay là lẻng rấn, lẻng cơ rấn, lẻng hoạn miệng, lẻng bay chân chua này trá. Đó, bài này viết tròn trịa cũng rất là tốt đấy. Đấy, chú ý mấy cái chỗ này, mấy cái đọc là ý cùng nhá, ý cùng. À, cô đọc lại nhá. 今天我跟朋友一起去超市逛街，我们看到了很多漂亮的服装和很多不同的风格。我最终决定买一件黑色衬衫和一条黑色裙子，价格大约320元。我们也看了很多大牌的皮鞋、高跟鞋、凉鞋、运动鞋等等，最后我朋友买了一双白色运动鞋和一双银色凉鞋，总价值
总价格400元，然后我们买了一双龙王，我们买了一双钥匙扣，一共50元。我们逛街很累了，就去一个中国饭馆吃饭。我们吃4个饺子，6个水饺，2碗面。这2杯珍珠奶茶一共150元，这里的菜真好吃。我们吃饱了就回家休息。đọc có ngữ điệu một tí, ngắt nghỉ một tí là được. Thôi anh nhá. Thôi anh nhá, chữ tiếng Việt có vẻ đẹp phết chứ nhỉ? Nào, xong rồi, bây giờ chúng mình chuyển sang bài của Hiền nhá. Hiền đọc bài của Hiền nào.星期六上午，我家去服装超市逛街。超市逛街，我们看很多。很多服装，试穿和搭配很多的风格、风格，风格，最终，我最终买了一件呢、一件百数的低数？T 恤，T 恤，低低序价格，价格大约100元，我们也去看很多同学，我大女儿很喜欢蓝色。蓝色，她想买一双蓝色的鞋子，鞋子，我也给我小女儿买了一双粉色，粉色。很色的不行，布鞋，一共250元，我老公想买一瓶洗发水。洗发水，我们去商店买一瓶洗发水，我们逛街，逛街，我们逛街很累了，就去就去一个越南饭馆。饭馆吃饭，我们喜欢越南菜，我们吃很多菜，
一共三百元，300元。300元，这里的菜真好吃，我们就包了最回家学习。我们吃饱了就回家休息。我们吃饱了，再回家教训。教训。哎呀，你有读那名就好关，读就那一下，还是该还没好。都说话。哎呀，chỉ nên là đọc hiểu thôi, chứ không nên đọc là viết. Thế mà mình viết được, công nhận là tài thật đấy. Nhưng ý là lúc viết thì phải tra rất nhiều từ ấy. Còn lúc đọc thì em quên mất không biết cái phiên âm, cho nên là Đã cái lúc mà viết thì nhớ rồi, nhưng đến đến lúc đọc như Phương Anh ấy, Phương Anh ngồi, Phương nhớ Anh biết ở dưới cho nên là ngó nhanh. Nhưng mà bài này thực tế nha, mình đi kiểu gì mà mình chả mua những đồ này. Nhưng mà chắc là cái tầm viết như này phải HSK 2 hay 3 rồi ấy. Còn HSK 1 mình đọc mỗi bài có 5-3 câu thôi mà. Khổ thân. Thôi được rồi, mình học ao trình rồi biết làm sao được. Nhưng mà cô chỉ sợ là không nhớ được thôi. không nhớ được thật. Sợ là không nhớ ấy. Nhưng mà ít ra là mình lần này là mình gặp một lần, xong rồi mai kia mình giả sử mình sang Trung Quốc thì tự nhiên mình nhớ là dầu gội đầu là gì nhỉ? Xì pha, xì pha sậy. Thế là lại Nên nhớ ấy. là một một bài này chỉ mong nhớ được một hai từ là may lắm Thế thì hơi buồn đấy. rồi. Nhưng mà Phương Anh có vẻ nhớ được nhiều từ nhỉ, Phương Anh nhỉ? Phương Anh ơi, Phương Anh có cũng nhớ được nhiều từ phết nhỉ, Phương Anh nhỉ? Tại vì cái bài này cũng có nhiều từ mà hôm trước em mới học ở cái bên kia xong. À thế hả? Khổ vì HSK này lại thiếu các cái bài viết ý. Thế là nên là mình bổ sung thêm nhưng mà đấy, tình hình là như thế, mình hơi viết khó một chút. Nhưng mà tại vì là bản chất là học ngoại ngữ ý, phần từ vựng mới là phần quan trọng đúng không? Mình có thừa nhận là cái phần gọi là từ vựng rất là quan trọng không? Bây giờ mình học từ vựng mà bổ sung nhanh nhiều thì mình sẽ tiến bộ nhanh ấy, mình chịu khó học vậy. Bản chất là ngôn ngữ chỉ là từ vựng. Muốn có một cái căn nhà ấy thì đầu tiên là phải có những viên gạch đúng không? Và những viên gạch đấy chính là những cái từ vựng mình học. Sau đó thì mình mới mới xây một cái kết cấu là ba gian hay là bốn gian hay gì đó đúng không? Lúc đấy nó là ngữ pháp. Ngữ pháp nó là kết cấu. Thế là mình đã học phần lesson 9 rồi. Và mình hôm trước mình đã học xong phần từ mới rồi. Bây giờ mình ôn lại từ mới và mình vào bài nhé. Yin xian tùy ý xa à.下面呢？là phía Xa miệng Xa miệng là gì nhỉ? phía dưới Đúng rồi. Tiếp nào. cung yo Công cung chua. cung chua Công chua là gì? là ở việc làm chỗ nào chỗ làm việc Không, công chua là công việc chứ nhỉ? công việc Đúng rồi. Tiếp nào. Y viện Y viện, y viện, y viện là bệnh viện đúng rồi. ba bà Ba bạ thì biết rồi đúng không? Dễ quá. xiao 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 trai Trai là gì? trai là Con thử đặt câu với trai nào. ủa trai cha
Rồi, ủa chai cha thì nó là động từ đúng không? Nhưng mà nó cũng có nghĩa là một giới từ. Ví dụ như là ủa chai của khứa này sân hóa đúng không? Hoặc là ủa chu chai khứa này. Thế thì chai ở đây thành giới từ rồi. Chu là động từ mà. Ủa chu chai khứa này thì chai là giới từ. Nhưng mà ủa chai khứa này thì chai lại là động từ. Ủa chạy khứa này đây đúng không? Thế thì đây là chủ ngữ này, đây là vị ngữ, còn đây là tân ngữ đúng không? Còn ủa chu chạy khứa này à. Mọi người còn nhớ những cái ngữ pháp này không? Chu là gì? Là verb đúng không? Sai ở đây. Sai ở đây nó là gì? Là trạng ngữ. Ít sẽ các trường hợp nào mà trạng ngữ đặt ở cuối câu như là cái ủa chu sai khứa này, trong chắc là chỉ có mỗi cái này thôi. Còn bình thường là trạng ngữ của Trung Quốc thì sẽ đặt ở sau chủ ngữ nhá. Và thứ hai là trước chủ ngữ, ít khi đặt ở cuối câu. Hầu như trong các trường hợp ngữ pháp, hiện tượng ngữ pháp tiếng Trung thì chỉ có mỗi ủa chu dài khứa này hay ủa chu dài Beijing là trạng ngữ chỉ đặt ở cuối câu. Ok, chiêu chán ba lão sư tú ý xạ. nào mau Ừ. Sư à? khẩu Cậu. khẩu Cậu là chữ cờ bình thường không có khẩu à? Mày không đọc là khẩu à? Tiếp nào. cậu Ừ. ý dự Tuệ ý tự. mau Tuệ. nà Nở. nọ Ừ. duy dự Ừ. Ở tự. ở dự Ở tự. ở dự Ở tự. ở dự Ừ, tuệ. y sinh Ừ, đúng rồi. Mình phân biệt nọ với nọ. À, em đặt câu với nọ cho cô giáo nhá. Na sư của tờ su Tuệ. Nọ. Nọ. Nọ xia su su của tờ su được không? Nọ xia su. Su của tờ su. Đây là nọ ở đây nó là gì, từ tính của nó là gì nhỉ Phương Anh? Na cơ rảnh sư của tôi là sư người kia đúng không? Na ở đây nó là gì, từ tính của nó là danh từ động từ mình danh từ hay là đại từ? À, không biết thì không sao. Nó là đại từ nhá. Nở nó cũng là đại từ nào. Thế Phương Anh đọc cho cô mấy cái nở nào. Nỉ truy nọ Tuệ nỉ suy nở. Nghĩa là gì? Nở ở đây nghĩa là gì? bạn đi đâu à, ở nạn thì là ở đâu đâu đấy. Đúng rồi, bạn đi đâu đúng không? Còn nọ ở đây là kia đúng không? Cùng một cái là có bộ khẩu thì thành đọc thành nọ, còn không có bộ khẩu thì là nọ, nọ là kia đúng không? Số sách kia là của tôi, người kia là giáo viên của tôi đúng không? Đấy, để phân biệt hai cái bạn này. Ok, chưa xem bao giờ sư túi xạ Xiao xiao xuế sinh xỏ. Ừ. xiao peng you xiao sang tiện xiao yi zi不是啊，小的哎，xiao 吃
nó Bay 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 bây cái giờ tuổi xảo bay dự xiao bây giờ tuổi xiao mao xiao cậu chị cha giảng xảo mau mà nhỉ cha giảng xảo mau mà à, mình học thêm từ mới nhỉ. của cha phú dậu mau Nghĩ cha bù dạng mau. À chờ cô viết lại. Dạng là như này. Viết nó khác một tí. Dạng. Dạng là nuôi. Họ xí xìa. À, Phan Yi, nghĩ cha dạng xéo cổ mà.我家养小狗。你家养几只小狗？你家养几只小狗？nhà em nuôi mấy con chó？我家两只小狗。啊，我家养两只小狗。Đó. Lại quay về cái lẻng này đúng không? Của cha giảng, ấy cô thiếu chữ giảng này. Của cha giảng lẻng chữ xảo cổ. OK, à, chưa với nào, chưa thì khác với nào đúng không? Nào là gì? Nào ví dụ là mình ở đứng ở đây đúng không? Còn cái B này nó ở đằng xa kia thì nó nào. Còn ví dụ cái B phẩy này nó ở ngay cạnh mình đây này, thì đây là chưa, đó. Chưa là đây mà đúng không? Nào là kia, nào là ở đâu, đó. Nào. Phương Anh đọc cho cô ý sự và xa miệng. ý chữ ý ý bả ý chữ Y bá ý chữ. ý bả ý chữ Tiếp nào, xa xa miệng. xa miệng ý ý chữ xa miệng Su xa miên Ní ỷ chữ xa miệng yǒu shénme? Ní ỷ chữ xa miệng yǒu shénme? Dưới ghế của em có cái gì không? Mấy dậu Hả? ỷ yǒu chữ cậu nè. Cô cứ nghĩ là dưới chân em có con chó cơ. Yǒu shénme? Ủa gì chứ xa mẹ nhỏ. Nhỏ. Ít chứ mau. Nhì su xa miệng yếu sớm mà. Chưa xuyên thống xuế. Nhì su xa miệng yếu sớm mà.我书下面有孩子，有什么？孩子。啊，有，汉字吗？�ưới cái quyển sách của em có cái gì ấy？下面là ở dưới mà，书下面。
椅子下面。书下面没有。我书下面没有什么。没有什么，không có gì thì nói là没有什么。哎，第二工作，放映帮老师读吧。你的工作，工作。你的工作，里约的工作。工作，芈月的工作。里约的工作，里约的工作是老师。vừa nãy Phương Anh nói về công tác đúng không? Đúng rồi. Ngoài là công chua làm việc thì nó cũng là một danh từ là công việc đúng không?不工作，不工作。不工作。不不。不工作，你妈妈工作吗？我妈妈不工作。你妈妈工作吗？欢迎。我妈妈不工作。那你爸爸呢？我爸爸，一，Và những câu hỏi về ma thì là trả lời đúng sai ấy. Của ba bà công chúa hoặc là của ba bà phụ công chúa.我爸爸工作。他做什么工作？他的工作是你的。爸爸的工作，爸爸的工作是，lần trước em nói ba làm gì nhỉ？Ủa? Ba em làm gì không biết à? Nào, nhanh nào. Bà bà tờ công chúa sang yê. Của ba bà tớ công chúa sư sang rấn. Sang rấn. Sang nghề thì là thương nghiệp ý, thì chỉ chung của một cái ngành nghề. Nhưng mà với một người ý, công việc cụ thể của một người thì là sang rấn nhá. Là thương nhân đúng không? Không phải là thương nghiệp. Là Phương Anh nhớ nhá, lần này là lần cuối cùng cô nhắc này. Lần trước cô chữa một lần rồi đúng không? Nào, chép vào nhá, chép vào để nhớ. Sự sang rấn. OK，就选巴老师读儿子医院。儿子，一个儿子，一个儿子，一个儿子，儿子，儿子，一个儿子，一个儿子，子啊，子，儿子，一个儿子，OK，你儿子。他儿子，
Nghỉ ở. Ừ. Y yuan. Chuy y yuan. Ừ. Nì chuy nọ. Wo chuy y yuan. Ừ,非常好。啊，你儿子几岁呢？啊，你女儿对吧？你两个女儿几岁了？他女儿，5岁，小女儿，2岁。的小女儿，你的小女儿2岁吗？对，嗯，他对，2岁。好，嗯，如果你生病的话，你去哪儿？你们明白我听明白到呀？去医院。对，如果我们生病，我们去。医院生病，哎，明天怎么样？生病了，必备。累了哦，还是还得是个嗨，因为脑袋一直那个没过生过命，生病。啊，来讲都如果呢来是呀，如果我们呢，现在这个很别了，生病呢，讲如果来是方言别好。哎，我后面了。如果呢？牛牛，如果牛牛，如果我们生病，我们去哪儿？对哪儿方面没工没好呀？如果生病，Em nhờ người khác xuống nhận nha, có đứa con bé bảo em đứng ở sáng nha. Em phượng. Mình ghi lại xong rồi về nhà mình nhớ luyện nữa nhá. Chứ nếu mà mình không luyện ở nhà thì thôi, coi như là không học được gì. Thì chúng mình học mất công thôi đúng không? Nếu quả sinh bệnh, chúng mình đi đâu? Chúng mình đi y viện. Nào, chúng mình cùng đọc nào. Nếu quả sinh bệnh, chúng mình đi đâu?如如果果生生病，病，我们去哪？我们去哪？我们去医院，我们我去们去医院。医院。OK，我们写下来一下啊，你别懒呀。有车呢，我们去医院。哎，住院này mình chú ý nha. Cô giáo viết thiếu một cái bộ miên. Thiếu bộ miên ở trên. Rồi, y sinh. À, chưa chuẩn tú là mà. Chưa chạy nở quê tú nào. Bây giờ đến ai đọc nhỉ? Em ạ. Ừ, hả, phan y tú bà. À, sư y sinh. Ừ. 他是医生，李老师的
李老师的儿子是医生，hello hello，医生。哦，爸李老爸，师的儿子，你爸爸，我爸爸，你爸爸，我爸爸，对，我爸爸，我朋友的爸爸是医生。妈妈。对，妈妈，李老师的儿子是医生，原来是。cô giáo Lý, con của con của cô giáo Lý là bác sĩ à? rồi thế, 我朋友的爸爸是医生，原来是。Bố của bạn tôi là bác sĩ. 对，好，OK，我们一起来读一下双音节词语的声调搭配。đó là sự biến đổi, không phải là biến đổi đúng không? Đây là sự phối hợp của từ hai âm tiết. Ví dụ như là miền bao. Ở mấy chị tú miền bao Miền bao miền bao đây miền thiếu miền miền thiếu thiếu điện não điện điện não não điện khoa điện điện khoa khoa ok. Giờ mình nghe trước nhá, mình nghe trước đã.